Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại lên một video giới thiệu anh em đến 6 con Omni đều là toàn hàng gấu khủng để cho anh em có thể lựa chọn. Thì Tuyến sẽ quay cận cảnh chi tiết từng con một để cho anh em có thể xem chiêm ngưỡng. Đó, thì đầu tiên Tuyến giới thiệu anh em đến một con Omni Pioneer. Dòng này có model là SX616 nhé các bác nhé. Dòng 616 này thì xuất âm tụ, nên là dòng Omni đài receiver xuất âm tụ. Con này tình trạng là đẹp xuất sắc luôn, các bác nhìn nó đẹp xuất sắc không một tì vết luôn nhé. Đó, em quay chi tiết luôn chậm để cho các bác xem từ núm niếc cho đến mặt mũi. Dòng này thì đánh bát 2530 rất là ok các bác nhé. Dòng xuất âm tụ, đây là tụ nọc nguồn và được đánh 4 sò Toshiba chữ đỏ luôn. Đó, bên em là em quay máy móc luôn cho, đây em sẽ vệ sinh cho các bác sau nhé. Cái này bụi, nguyên bụi nhé. Đó, các bác nhìn nhé, 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ to. Đó, đây là hai tụ xuất âm, nó nằm bên dưới này và đây là tụ nọc nguồn. Đấy, các bác nên nhớ cho là riêng đánh xuất âm tụ thì phải có tụ nọc nguồn riêng và tụ xuất âm nhé. Còn thường thường hai tụ nguyên ở trên máy không là không phải là dòng xuất âm tụ đâu các bác nhé. Các bác thường thường bị nhiều lúc là các bác hiểu lầm là những dòng nhiều người hay nói là dòng xuất âm tụ nhưng không phải. Những dòng nào xuất âm tụ em sẽ báo luôn cho các bác là dòng xuất âm tụ nhé. Và ưu điểm con này là đánh 3 kênh ABC. Đó, con này đánh nếu mà công suất tiêu thụ rất là thấp thôi, nhưng mà công suất ra loa rất là lớn các bác nhé. Công suất ra loa rất là lớn nên là con này đánh 3 kênh. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Rất là khỏe luôn. Đó, công suất tiêu thụ rất là thấp. Mà đặc biệt con này có cả cổng rê pau để cho các bác cứ dùng làm vừa làm rê làm pau. Dòng ra này đấy, các bác nhìn nó sở hữu một biến áp rất lớn và công suất này ra cực kỳ khỏe luôn. Đó, để cho các bác chơi. Mà dòng 616 này dòng xuất âm tụ nên chất âm thì rất là tuyệt vời, rất là ngọt ngào mềm mại. Các bác đánh bát 2530 vô tư thoải mái các bác nhé. Đó, những dòng công suất lớn thì nó mới đánh 3 kênh ABC. Đó, cực kỳ là đẹp, tình trạng đẹp xuất sắc luôn, kể cả từ mặt trên mặt dưới rất là xuất sắc luôn. Thì em cũng báo giá luôn là con Pioneer SX616 này em để cho các bác với giá là 6 triệu đồng nhé. 6 triệu đồng con Omni Pioneer SX616 này. Đó, với giá chỉ có 6 triệu đồng mà các bác sở hữu một con Omni đánh 3 cầu ABC. Đấy, ABC và A cộng B và A cộng C rất là tiện, non nớt đầy đủ các bác nhé. Đó, và tiếp theo em lại giới thiệu các bác đến một con Omni xuất âm tụ của Pioneer. Dòng này thì em cũng bán khá là nhiều. Đó, vì em cũng về được liên tục nên là các bác không phải lăn tăn về những con này nhé. Đó, dòng Pioneer SA90, dòng này thì không có đài nhưng mà công suất thì rất là lớn. Công suất của nó là 160W, 162W nhưng mà nó là 195VA. Đó, thì con này tình trạng cũng là đẹp xuất sắc luôn, có cả cổng rê bao đầy đủ các bác nhé. Đó, cổng rê bao đầy đủ. Đấy, các ngõ vào và đánh hai cầu A và B, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Và con này cũng đánh là 4 sò này, 4 sò neck di nguyên bản các bác nhé. Đó, con này là đánh 4 sò neck di nguyên bản theo máy. Đây là tụ nọc nguồn và đây là hai tụ xuất âm các bác nhé. Tụ này là tụ nọc của phần rê. Đó, con này nó đều là thiết kế riêng biệt hết, rất là đẹp, tình trạng là đẹp xuất sắc. Thì em cũng báo giá luôn con Pioneer SA90 này, em để cho các bác với giá là 5.200.000 đồng các bác nhé. Bao zin bao đẹp cho các bác. Đó, con SA90 này các bác nhìn nha, cực kỳ đẹp, sexy 7 màu, rất là đẹp luôn. Từ đít đáy là không có rung rỉ gì, hàng bãi về 100% luôn các bác nhé. Đó, những dòng này thì cực kỳ là bền bởi vì nó không sử dụng biến trở thông thường mà nó dùng chuyển mạch nên là dùng cực kỳ là bền luôn. Đó, với giá là chỉ có 5.200.000 đồng các bác nhé. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Omni Sansui. Con này có model là AU Alpha 707i nhé. Đó, từ xưa nay em chưa thấy con nào nó mới mà nó đẹp như con này. Đó, mặt gương bóng mà nó đẹp xuất sắc như này thì rất là hiếm các bác nhìn nhé. Cực kỳ là đẹp, đẹp soi gương luôn. Và đấy, từ máy móc này các bác nhìn này, từ sassy của nó trắng đúng như mới tinh luôn. Đấy, hiếm thấy mà một con Omni Sansui nào mà nó về nó đẹp này. Đây là các bác động vào cái nào bấm vân tay ngay mà nó bóng, mặt gương bóng đẹp kính con luôn. Đó,
Dòng này là dòng nâng cấp của Alpha 707 nhé. Dòng này ăn có model Alpha 707i. Con này sử dụng hai cái tụ bằng 2 nó bia 33 nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé. Sử dụng hai con tụ bằng 2 nó bia 333. Đấy, bằng nó bia Hà Nội đấy. Và một biến áp khổng lồ luôn. Đấy, một biến áp Sansui khổng lồ. Đấy. Ở đây thì nó có một cái tem quả Sansui nó dán lên trên chốc này. Theo năm tháng thì nó có thể là cái chữ này nó hơi mờ, nhưng mà nó chỉ là cái tem dán thôi các bác nhá. Chứ còn biến áp của nó là màu bồ đội cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này đánh 8 sò san ken các bác nhá. Con này 8 sò san ken, mỗi một con điện trở này thì tương ứng cho hai con sò công suất. Và con này có công suất lên đến 320W các bác nhá. Đấy, con này công suất lên đến 320W này. Alpha 707i nhé, các bác nhìn nhé, từ đít đáy mà đẹp xuất sắc luôn, như mới tinh luôn. Em cam đoan con này chỉ thiếu mỗi thùng xốp từ cầu loa ca cái chứ nó quá đẹp, mà máy nó còn quá mới. Đó, các bác nhìn hai con tụ khổng lồ luôn, mình có thể nói là hai tụ khổng lồ. Đó, dòng này thì đánh chất âm rất là ngọt, phiên bản nâng cấp của Alpha 707. Đó, thì con này cũng là tình trạng là đẹp xuất sắc, mà nói chung chỉ thiếu thùng xốp, nâu nớt đầy đủ, đánh hai cầu A và B rất là tiện. Em cũng báo giá luôn, với con Sansui Alpha 707i này em để cho các bác với giá là 11 triệu đồng, 11 triệu đồng cho con Alpha 707i này. Đó, đẹp xuất sắc như này, có thể nói là đẹp không tì vết luôn các bác nhé. Nó đẹp quá mới mà quá khủng luôn. Đó, và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con Omni đờn ông. Con này nó là có thể nói là hết số của những đời model mà Colombia các bác nhá. Đấy, đờn ông. Dòng này có model là PMA700MK3. Đó, có thể nói là hết số luôn. Đó, các bác nhìn nhá, hàng bãi về đẹp xuất sắc luôn này. Đấy, nô hàng này của em về là toàn những con đẹp thôi, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác nhìn từ cái nắn cầu của nó đã to khủng khiếp rồi, hai tụ đồng nguồn, và đặc biệt con này đánh 4 sò Hitachi nha, 4 sò sắt Hitachi. Đó, con này công suất nó lớn nên là nó sử dụng sò sắt, bởi vì những sò sắt thì hiệu suất nó cao, công suất lớn. Đó, con này công suất lên đến 195W các bác nhá, tương ứng với lại con 8.900 mắc đôi của Pioneer. Nhưng mà con này cho chất âm thì chất âm cổ thì cực kỳ là chi tiết luôn và rất là hay. Đó, con này có cả cổng rề bao nha các bác nhé, rề bao dùng rất là tiện, đánh hai cầu A và B, và con này đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhé. Đó, con này đánh từ 4 cho đến 16 ôm. Những con này thì chất âm thì nó cực kỳ là hay rồi, bởi vì những dòng cổ quả Sansui quả đờn ông này thì khỏi phải bàn, bởi nó chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời. Đó, thì tình trạng là đẹp, máy đẹp xuất sắc luôn các bác nhìn nhá, từ máy móc từ khung sườn đẹp xuất sắc luôn, không một tì vết luôn. Đó, thì em báo giá luôn là con đờn ông PMA700MK2 này em để cho các bác với giá 6.800.000 đồng nhé, 6.800.000 đồng con Omni PMA700MK3 này, 700MK3 nhé các bác nhé. Đó, dòng này gần hết số quả đơn ông. Đó, rất là chất luôn. Đó, với giá là chỉ có 6.800.000 đồng và các bác đã sở hữu con Omni cổ quả đơn ông rất là đẹp như này. Đó. Tiếp đến em lại giới thiệu các bác đến một model quả Pioneer. Dòng này có model là A717 các bác nhá. Dòng A717. Các bác nhìn thấy con Omni nào mà nó về nó mới như này, nó quá mới quá đẹp luôn. Các bác nhìn nhá, cái đồng của nó còn sáng quắc luôn. Đây, em dựng cái đít nó lên thì các bác nhìn trông nhá. Một cái tấm đồng mà nó mạ đồng mà nó đẹp như này thì các bác đủ hiểu là con Omni nó mới đến cỡ độ nào. Đó, các bác nhìn xem đẹp, cái này vừa như bóc xốp ra luôn các bác nhé. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Con này thì đánh 8 sò xanh đen quả Toshiba. Đó, dòng sò Toshiba thường thường nó hay nằm kiểu xanh đen. Đó, con này đánh 8 sò xanh đen và sử dụng hai biến áp
Đó, hai biến áp rất lớn và hai tụ nọc nguồn lên đến 22.000 mi các bác nhá. 22.000 mi, con này thì bằng hai lon Coca thôi. Đó. Cực kỳ to khủng màn thì em chưa thấy con nào mà nó mới đến nhiệt độ này. Đấy, các bác nhìn cái mạ đồng của nó còn đẹp hầu như chưa có một tì vết luôn. Đấy, các bác nhìn từ đít đáy này. Con này đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhá. Đó. Và 8 đến 32 ôm. Đấy, đánh từ 4 cho đến coi như là nếu mà các bác chơi giải thì coi như từ 4 cho đến 32 ôm, công suất là 270W. Các bác nhìn nó mới kính cong như này. Đó. Nó mới quá mới luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Các bác là hầu như có thể nói là mới đẹp không tì vết luôn. Thì với con Ami Pioneer A717 này, em cũng báo giá luôn là dòng này đánh hai cầu A và B, nâu nớt đầy đủ. Đó, thì em để cho các bác với giá là 7 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. 7 triệu 500 nghìn đồng con Ami nó mới kính cong như này. Đó, toàn hàng gấu khủng luôn. Những con này thì chuyên chữa trị những dòng loa hạng nặng. Ví dụ như Onkyo hay là Diatone, Pioneer, Sansui đều trị tốt và những cái dòng loa Mỹ đều ghép rất là ok. Đó, với giá chỉ có 7 triệu 500 nghìn đồng. Và cuối cùng em giới thiệu các bác đến một model khủng long nhất quả Pioneer. Đó là con Pioneer này, là con Pioneer A838 các bác nhá. A838 lâu lắm rồi em mới về được một con này. Đó, các bác nhìn hai cái biến áp khổng lồ chưa? Và hai cái tụ nọc nguồn còn to hơn hai lon bia các bác nhá. Hai lon bia Hà Nội còn nhỏ hơn so với lại hai con tụ khổng lồ này. Và con này đánh 12 sò. 12 sò xanh đen của Toshiba. Đấy. Mỗi một con điện trở này tương ứng với lại hai con sò. Các bác nhìn đây nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ này. Đấy, mỗi một vế vậy là 6 sò. Đấy. Tổng là 12 sò. Đấy, tình trạng là hàng bãi về đẹp kính cong luôn. Đấy. Các bác nhìn nhá, cực kỳ là đẹp luôn, một model rất là gấu khủng luôn. Đó, con này có cả cổng chữ U, các bác làm repower rất là tiện các bác nhá. Đấy. Đây. Input repower. Đấy. Các bác sử dụng làm repower, con này có cổng chữ U cho nên là các bác dùng làm repower hay là rất là tiện bởi vì con này nó quá khủng khiếp. Con này công suất lên đến 360W các bác nhé. 360W điện 100V. Các bác nhìn từ cái tem dán của nó còn đẹp như này thì các bác đủ hiểu nó mới như độ nào. Đó, mà đẹp không tì vết luôn. Các bác nhìn nhé, còn một con máy đẹp không tì vết luôn. Đấy. Quá mới và quá đẹp luôn. Một model quả Pioneer rất gấu khủng, từ mặt gỗ là cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, mặt gỗ zin theo máy luôn. Nha các bác nha, dòng A838, dòng model gấu nhất quả Nhật rồi. Đó. Cực kỳ khủng. So với này con A90 thì con này nó chỉ thua mỗi là nó không có giải mã cáp quang thôi. Chứ còn nó cũng y chang như những con kia. Đó, nên là cũng thuộc là mô đen gấu khủng quá. Và con này nặng mấy chục cân các bác nhé. Quá to quá khủng. Thì với con này đánh hai cầu A và B. Đánh từ 4 cho đến 16 ôm. Các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đó. Từ 4 cho đến 32 ôm. Đấy. Thì em cũng báo giá luôn là con Pioneer A838 như này, em để cho các bác với giá là 12 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. 12 triệu 500 nghìn đồng một con Ami Pioneer gấu khủng như này, cực kỳ chất luôn. Đó thì toàn bộ em vừa giới thiệu cho các bác đến 6 sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 nhé. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Đó thì ở đây thì các bác mua hàng của em thì những cái con nào dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500, và từ những con trên 10 triệu này các bác vui lòng cọc trước cho em 1 triệu để em gửi hàng cho các bác. Đó thì đây là đều toàn những hàng mà có thể nói là đẹp xuất sắc luôn. Thì các bác có nhu cầu con nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em Tuyến thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo.
có thể lựa chọn cho mình nhiều những sản phẩm thích hợp hơn nhé. Em xin chào các bác.